Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa với khung giờ phát sóng quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng ta lại gặp nhau trong không gian rất quen thuộc của Bác sĩ Nhi Khoa, nơi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị rất là nhiều những thông tin, những kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho những đứa con trong gia đình của chúng ta, thưa quý vị. Và ngay bây giờ hãy cùng Quốc Bảo gặp gỡ nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thạc sĩ Bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chào Quốc Bảo, xin chào quý vị khán giả. Và xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, khó lường, nguyên nhân do đâu? Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành hàng năm. Đáng lưu ý, vì rơi đúng vào chu kỳ bùng dịch 3-4 năm một lần, dịch sốt xuất huyết năm nay được cảnh báo sẽ bùng phát mạnh vào giai đoạn từ cuối tháng 7 đến hết tháng 1 năm sau. Thế nhưng, Phó Giáo sư Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong 3 tháng đầu năm 2022, số ca sốt xuất huyết đến khám và nhập viện Nhi Đồng 1 đã tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, trong 2 tuần đầu tháng 4, khoa hồi sức tích cực chống độc đã điều trị gần 10 ca sốc sốt xuất huyết nặng, tổn thương các cơ quan, có ca ngưng thở, ngưng tim trước nhập viện. Lý giải vấn đề này, ông cho biết nguyên nhân chính là do năm nay mùa mưa đến sớm. Bên cạnh đó, người dân còn tâm lý sợ dịch bệnh COVID-19 nên hạn chế đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám dù đã có triệu chứng. Thậm chí một vài trường hợp, người dân quá lo dịch bệnh COVID-19 mà quên đi bệnh sốt xuất huyết và các bệnh lý cũng có triệu chứng sốt khác như tay chân miệng. Do đó, các bậc phụ huynh cần lưu ý, đặc điểm nhận biết bệnh sốt xuất huyết là sốt cao liên tục kèm các dấu hiệu sốt xuất huyết như chấm xuất huyết, chảy máu răng, máu mũi, vết bầm. Khi thấy trẻ sốt cao liên tục từ 3 ngày trở lên, lập tức đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Những nguy cơ bé phải đối diện khi sinh non. Trẻ sinh non có thể phải đối diện với những vấn đề chậm phát triển não bộ, từ đó dẫn tới chậm phát triển về nhận thức, thể chất, hạn chế khả năng học tập, hạn chế khả năng giao tiếp, kết bạn, khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân. Trẻ sinh non cũng phải đối mặt với nguy cơ suy hô hấp, hen phế quản, loạn sản phế quản phổi, các bệnh về tiêu hóa như viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng, viêm màng não, bệnh võng mạc ở trẻ sinh non, mất thính lực. Trẻ sinh non có nhu cầu bổ sung dinh dưỡng cao hơn so với trẻ bình thường bởi các chức năng bên trong cơ thể lại chưa phát triển hoàn thiện. Theo các chuyên gia, chức năng tiết mật của trẻ sinh non còn kém, do đó hấp thu chất béo chuỗi dài LCT chưa tốt, nên sữa cho trẻ non tháng phải thay một phần LCT bằng chất béo chuỗi trung bình MCT là chất béo hấp thu không cần muối mật. Cần cung cấp đủ vitamin K, C, B1, D, E, axit folic cho trẻ sinh non. Và đặc biệt cần lưu ý, các axit béo thiết yếu như omega 3, omega 6 giúp hỗ trợ phát triển não, võng mạc, hệ miễn dịch, thành mạch máu. Khi lựa chọn sản phẩm bổ sung omega cho trẻ sinh non, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý nguồn gốc, xuất xứ. Thay vì sử dụng omega có nguồn gốc động vật từ các loài cá biển có mùi tanh, có nguy cơ nhiễm kim loại nặng và thủy ngân cao, khiến các bé dễ nôn trớ, nên sử dụng omega có nguồn gốc thực vật, lành tính, an toàn, không tanh, nên dễ dung nạp và hấp thụ với trẻ em. Và nếu như quý vị khán giả còn có những thắc mắc đến sức khỏe con em của mình thì đừng quên chúng ta có một số điện thoại tổng đài quen thuộc 1800 8070. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị khán giả ạ. Thay mặt cho chương trình, Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn đến với nhãn hàng Phyto Bimbi Omega Junior. Omega thực vật giúp hỗ trợ sự phát triển não bộ tốt cho mắt, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tình huống của ngày hôm nay. Con bình tĩnh, con bình tĩnh đi, nghe má nói, hết sức bình tĩnh. Đúng rồi đó, má thấy chưa? Nắm tay nhau kìa, cười với nhau. Cái này là chán cơm thèm phở rồi má. Ôi, tới công chuyện với con liền. Khoan má từ từ. Mình quan sát đã coi thật sự là hai người đó có cái gì với nhau hay không. Bây giờ con đi coi hát hay con đi bắt ghen? Bắt ghen là phải bắt liền tay để nó buông tay nhau ra là mình khỏi bắt. Thế dạ? Anh chị buông cái ly xuống. Buông ra. Mày hả mày? Cái gì? Con, ấm vô ôm chồng liền. Má, em. Má với em đi đâu xuất hiện đây vậy? Dạ, dạ, dạ. Chưa tới lượt cô nói ở đây. Có chuyện gì vậy? Hai người làm chuyện gì vậy? Mày nói. Cô nói cho tôi nghe.
Ủa cô mặc áo xanh là cô có quyền làm trà xanh hả? Từ này lấy ăn cái là tôi lo mang bầu tôi đẻ liền. Tôi lo cơm nước, công việc nhà tôi đảm đang quá mà. Rồi tới giờ sao? Tôi héo hon đúng không? Anh mới đi cặp bồ, anh đi ngoại tình với cổ. Cổ đẹp hơn tôi, à tóc cổ ngắn hơn tôi nên anh mê cổ đúng không? Trời ơi, cái gì vậy? Mày chưa được quyền nói. Nắm tay nhau, thủ thỉ với nhau. Để đó cho má con hết sức bình tĩnh nha. Mới sanh nha, vợ nó mới sanh nha. Dạ, dạ, dạ thưa bác. À, thưa chị, dạ. Hai người đang nói chuyện gì? Tụi con đang nói chuyện về đứa bé. Đâu, đâu, đâu. Như vậy có nghĩa là mày đã làm cho con trà xanh này có chữa. Quá trời của đất rồi, mày là con thằng nách. Không có, không mày có. Con ta mà tao không minh mày được luôn. Không có, đẻ rồi. À, đẻ rồi luôn. Cô điện thoại đó nói sao? Dạ. Nói đi. Dạ, nó sinh non. Sinh non luôn. Má, con không còn mặt mũi nào ở đây nữa. Không, con ở đây. Ôm chồng vô. Ngồi im đi, mày ôm vợ mày đi. Dạ, dạ bác, dạ chị, dạ, dạ thật ra con là chuyên gia tư vấn tâm lý à. Dạ sao, làm sao, con cứ cần gì cô dạy. À, dạ, dạ không phải. Sao, bác, tâm lý hay là tâm sinh lý? Dạ, 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 tâm lý, tâm lý. Dạ bác với chị bình tĩnh, dạ. Tại vì anh nhà đây có chia sẻ với con là đứa con của ảnh mới sanh bị thiếu tháng á, bác. Cái xong rồi ảnh muốn tìm con để tư vấn nhờ giải đáp giùm. Ảnh sợ đứa trẻ phát triển không có được như những đứa trẻ khác. Rồi xong rồi cái ảnh sợ vợ ảnh ghen, rồi ảnh không có dám nói là đi gặp con. Xí 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 cho hỏi chút, tức là bây giờ là cái nãy giờ cô nói là nói đến cái đứa trẻ con của nhỏ này với thằng này đúng không? Còn cái đứa trẻ con của cô với thằng này đâu? Đâu có đâu bác. Có, nãy giờ nó nói có mà. Dạ, dạ, con nói đang gì nói, đâu? Con đang nói về đứa bé của anh với chị và là cháu của bác. Là má bị hố á má. Cái đẻ rồi là con nói mà, cổ đâu có nói tiếng nào là có con đâu. Dạ. Làm nãy con có nghe không? Hồi nãy có nghe mà. Mà nghe là con của nó. Là má sai đó. Má hố đón đầu nào vậy má? Thì đó, chuyên môn đi trước đón đầu vậy đó. Khoan má. Cái này là mình nghe từ phía cổ mới vừa nói, cổ là chuyên viên tâm lý. Dạ dạ. Nè. Dạ. Má tôi là có thể là đón đầu bị lộn, nhưng mà tôi đón đầu là chúng nha. Nếu cô nói cô là chuyên viên tâm lý. Dạ. Cô biết về bé nhà tôi sinh non. Bây giờ cô nói đi, sinh non thì nó bị cái gì? Dạ. Cô nói cho đúng nha. À, cô dạ. Nói mà không được nha là có nghĩa cô là ngoại tình với chồng tôi. À, dạ. Mà cô biết rồi đó nha. Cái vấn đề mà ngoại tình với lại người đã có gia đình là cái này là tôi đưa cô cho pháp luật nha. Dạ dạ. Cô đón bậy đón bạ nữa, để nghe cô nói đi. Dạ dạ, nói đi. Dạ. Trẻ sinh non thì hệ miễn dịch chưa được phát triển hoàn thiện. Chính vì vậy trẻ sẽ dễ bị nhiễm khuẩn so với những trẻ phát triển khỏe mạnh khác. Bên cạnh đó, trẻ sinh non thì não bộ của trẻ chưa được phát triển hoàn chỉnh luôn nữa. Vì thế nên trẻ sẽ chậm lật, chậm nói, chậm bò và chậm đi, chậm phát triển về nhận thức. Và đặc biệt là trẻ sẽ bị rối loạn về thị lực nữa. Xí, dạ. Tất cả những điều cô nói đều đúng hết. Dạ. Chỉ có một điều không đúng thôi. Dạ. Tại sao cô cứ nhìn vô mắt con tôi mà cô không nhìn vô mắt tôi với con dâu tôi? Dạ. Cô nói chuyện cô phải giải thích cho tụi tôi chứ. Dạ, dạ. Áp lực mà có má. Sợ. Dạ. Nãy giờ má với em làm quá, ai con còn sợ, đừng nói con lộn luôn má hay không? Nhưng mà sao nếu con? Như mà con sinh non mà nếu như mà đúng như những gì cô nói, nếu vậy thì là con của con là sẽ chậm phát triển hơn. Chậm lắm hả? À, chậm lắm hả? À. Cổ nói vậy là đúng đó. Chết rồi, vậy con là... của con là dễ sợ lắm á. Nuôi mà không có chiến lược là coi như không đi trước đón đầu là chết à. Không có được. Má, con của con là cháu của má đó má. Cháu của má, bây giờ má mới đang cần cổ tư vấn nè. Bởi cô phải nhìn tôi. Cô nhìn tôi. Dạ, dạ, dạ. Ủa vậy là sau này là đứa nhỏ là coi như học hành cũng kém. Dạ đúng rồi ạ. À. Làm việc gì cũng kém hết. Dạ đúng ạ. Chết rồi. Sao anh giờ mình chia phải sẻ làm... với em mà anh... bây giờ anh gặp riêng cổ, bây giờ cổ nói em mới dạ, sợ dạ, đây nè. Con hay tư vấn bậy lắm. Con là chuyên môn đi kiếm người tư vấn bậy không mà để nó nói. Nó sao con nói ra có được đâu mày. Dạ, má thấy không? Dạ thôi cả nhà mình cứ bình tĩnh đi. Bây giờ con nói không hết đâu. Bây giờ cả nhà mình cùng đi gặp bác sĩ tư vấn đi ạ. Dạ đúng rồi. Dạ con xin mời ạ. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta có theo dõi một cái tiểu phẩm khá là hài hước về sự lo lắng của một cặp đôi vợ chồng khi mà có một đứa con sinh non. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn, khi sinh non á thì bé sẽ phải đối mặt với những nguy cơ gì không ạ? Sinh non được định nghĩa là dưới 37 tuần tuổi thai. Dạ. À, nhưng mà ví dụ như là khoảng 35-36 tuần thì vẫn tạm chấp nhận được. Dạ. Nhưng mà có những bạn gọi là cực non.
dùng cái chữ là cực nó, nghĩa là ví dụ như là mới có 26, 27 tuần chẳng hạn. Có những bạn là mới sinh ra là chỉ ví dụ như là 1,5 kg là đối với tôi là vẫn còn lớn. Trong khoa của tôi có nhiều khi tiếp nhận những cái em bé mà 800 g. Ôi cha. Nghĩa là mình thấy nhỏ xíu xíu trong cái lòng bàn tay của mình, ví dụ như vậy đó ha. Thì mình thấy là thật ra là trẻ mà sinh non có rất là nhiều những cái nguy cơ. Mà cái nguy cơ đầu tiên hết luôn á là nguy cơ về cái chuyện là suy hô hấp sau sinh. Ngay sau sinh đó là mình sẽ thấy cái chuyện hô hấp nó không có tốt nè. Rồi sau đó nữa thì chúng ta sẽ thấy là những cái nguy cơ về sức khỏe, bởi vì hầu hết các cơ quan của trẻ đều chưa phát triển hoàn thiện. Đúng rồi. Chưa được cái bằng một cái bạn đủ tháng đâu, cho nên là các cơ quan là mình thấy là đều cần phải tầm soát những cái vấn đề về sức khỏe đó và nuôi dưỡng các bạn nó cũng rất là khó. Rồi chúng ta thấy là về sau này, có nghĩa là về lâu dài đó, còn có những cái nguy cơ về cái chuyện là hệ miễn dịch thì không có bằng những cái bạn đủ tháng nè ha. Rồi về cái chuyện là vàng da thì cũng sẽ nhiều hơn so với lại trẻ đủ tháng, kéo dài hơn nữa. Rồi lâu dài hơn nữa thì lại nói đến cái chuyện là phát triển tâm thần vận động. Thị lực, thính lực ha, đều là phải tầm soát tất cả những cái vấn đề đó. Để mà có thể can thiệp thì cũng thể can thiệp từ sớm, hoặc là theo dõi lâu dài cho các bạn để mà có thể phát triển tốt nhất cho các bạn ha. Phát triển về tâm thần, vận động, ngôn ngữ, tư duy, rối loạn cảm xúc, rối loạn ngôn ngữ, cái gì cũng có thể xảy ra hết trơn, đủ thứ chuyện hết trơn luôn. Rồi có vấn đề về ngôn ngữ nè, vấn đề về tâm lý nè, cảm xúc nè. Tại vì mình mà nhỏ con hơn ta đã là một cái vấn đề rồi đúng không? Khi mà cùng một cái độ tuổi mà mình lại nhỏ con hơn chẳng hạn, ví dụ như vậy thì nó cũng là một cái thiệt thòi. Tuy nhiên cái đó là nguy cơ thôi. Mình dùng chữ nguy cơ có nghĩa là nó có thể xảy ra hoặc có thể không xảy ra, nếu như mà ba mẹ có một cái sự quan tâm nhất định ha, và có một cái sự theo dõi lâu dài, những cái tư vấn từ chuyên gia, rồi cái cộng thêm cái sự chăm sóc tốt của ba mẹ, thì thật ra những cái bạn sinh non vẫn có cơ hội được phát triển tốt hơn và có thể gọi là bắt kịp những cái bạn đủ tháng nha. Chứ không phải lúc nào mình cũng nghĩ theo một cái hướng tiêu cực đâu các bạn. Vậy thì thưa bác sĩ, ba mẹ của các bé sẽ cần làm những cái điều gì để giúp cho các bé sinh non phòng ngừa và hạn chế những cái nguy cơ như là bác sĩ vừa mới đề ra? Thì đối với cái chuyện là khi mà các em bé sinh non được xuất viện về cùng với ba mẹ, thì dứt khoát là mình phải tái khám thường xuyên. Có nghĩa là mình sẽ có một cái chế độ theo dõi định kỳ và thường xuyên. Mình theo dõi cái gì? Theo dõi về cân nặng, chiều dài, vòng đầu. Mình theo dõi về cái tốc độ tăng trưởng đó. Khi mà mình có những cái cuộc tái khám đó thì bác sĩ mới có thể theo dõi sát được đứa nhỏ của mình, để mà mình có cái sự thay đổi trong cái chăm sóc. Rồi về cái lượng sữa nhập vô, rồi những cái nôn trớ chẳng hạn, khi mà chúng ta nuôi những cái đứa nhỏ đó, mình cải thiện cái vấn đề mà liên quan đến tiêu hóa là thường là hàng đầu đó ha. Những cái vấn đề về vận động, như là tôi nói là mình sẽ có thể có những cái can thiệp về vật lý trị liệu chẳng hạn, nếu cần thiết đó. Cho nên là mình sẽ phải tái khám cho con nè. Về cái chế độ dinh dưỡng thì một cái bạn sinh non á, thật ra là cái nhu cầu của các bạn á, nó sẽ cao hơn so với các bạn đủ tháng đó nha. Vì vậy cho nên chúng ta phải sử dụng những cái sữa phù hợp với trẻ non tháng, bởi vì các cái cơ quan rõ ràng nó chưa có trưởng thành. Mình phải sử dụng những cái sữa phù hợp để mình giảm được cái tình trạng dị ứng, rồi giảm được cái chuyện là kém hấp thu ở trẻ. Ba mẹ Việt Nam của mình á, thì thường hay bỏ quên một cái chất quan trọng ở trong cái chế độ dinh dưỡng của trẻ. Đó chính là chất béo. Chất béo. Và đặc biệt là omega ha. Omega 3. Thì cái chất béo nó rất là quan trọng trong cái việc là hoàn thiện những cái tế bào não của trẻ. Và nó liên quan đến tiêu hóa và còn thần kinh nữa. Rồi liên quan đến cái chuyện là thị lực. Rất là nhiều thứ liên quan đến cái chất béo luôn. Thì bây giờ omega thì chúng ta thấy là thật ra cái omega 3 này thì có DHA nè, rồi EPA nè, rồi ALA nè. Đó là những cái chất chúng ta cần phải bổ sung cho đứa nhỏ của mình. Thì như vậy thì mình mới có thể gọi là phát triển tối ưu về mặt thần kinh, về mặt trí tuệ, về mặt tập trung sau này nè, rồi tăng cường về trí nhớ, rồi tăng cường về thị giác nữa. Đó, rất là quan trọng. Vâng Quốc Bảo vừa nghe là bác sĩ có nhắc đến omega, và omega có tầm quan trọng rất là lớn đối với các bé sinh non. Vậy thì làm thế nào để bổ sung omega cho bé đúng cách và hiệu quả thưa bác sĩ? Omega 3 có là ALA nè, DHA nè, rồi EPA nè. Thì những cái chất này nè nó rất là cần thiết và quan trọng trong cái việc phát triển của não bộ nè, rồi thị giác nữa. Cho nên là mình nhất thiết là phải bổ sung. Thì bổ sung qua đường gì? Qua đường ăn uống. Nhưng mà thường là đồ ăn uống mà cái gì mà béo béo á, ít khi nào mà cho em bé nó ăn lắm, và thực ra là em bé nó chuyển hóa cũng không tốt nữa. Cho nên những cái chất này chúng ta nên chọn lựa những cái sản phẩm bổ sung. Thì khi mà chọn lựa những cái sản phẩm bổ sung, chúng ta cần lưu ý là nó có cái từ omega thực vật và omega động vật nữa. Omega thực vật đó thì sẽ có chứa nhiều cái ALA,
hơn là so với cái nguồn từ động vật. Và khi ALA thì có thể dễ dàng chuyển hóa thành DHA nè, rồi EPA ha. Thì tất cả những cái chất này sẽ có một cái tác dụng về cái chuyện là tăng cường về trí nhớ, về tư duy, về phát triển trí tuệ về sau của đứa trẻ nè. Rồi ngoài ra còn có tăng cường hệ miễn dịch nữa. Mặt khác thì ALA còn có thể giúp bảo vệ cho tế bào não nè và những cái tế bào khác của trẻ tránh khỏi những cái gốc tự do. Những cái gốc tự do này chính là những cái nguyên nhân mà gây ra cái chuyện ung thư sau này. Đây là một trong những ưu điểm vượt trội so với omega động vật. Đối với cái chuyện mà dùng những cái sản phẩm như thế nào thì lời khuyên của tôi là lúc nào chúng ta cũng phải lựa chọn những cái sản phẩm mà có nguồn gốc rõ ràng. Nên có những cái giấy phép của Bộ Y tế nè, rồi là mình có những cái kiểm định để mà mình có thể yên tâm sử dụng cái sản phẩm đó cho trẻ của mình. Thì quay lại với cái chuyện là omega thực vật đó bảo thì chúng ta thấy là nó còn liên quan đến cái chuyện là bảo vệ môi trường nữa. Omega thực vật nó không có mùi tanh, nó dễ sử dụng lắm và chiết xuất qua những cái công nghệ đảm bảo về mặt vệ sinh rồi mặt an toàn cho trẻ nữa thì chúng ta sẽ tránh được những cái ví dụ như là nhiễm kim loại nặng nè. Ngoài ra thì nếu như mà omega chiết xuất từ cái nguồn thực vật đó thì sẽ có chứa nhiều cái vitamin E. Như vậy thì nó sẽ bảo toàn được cái hàm lượng omega mà khi mà chúng ta đưa vào trong cơ thể. Cái thành phần mà omega 6 trên omega 3 mà chúng ta nên đưa vào trong cơ thể của trẻ đó thì qua các nghiên cứu thì thấy cái tỷ lệ 4:1 là một cái tỷ lệ vàng. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Phương Linh rất là nhiều với những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm và để xem rằng các nhân vật của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này ra sao. Xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng quay trở lại tình huống của ngày hôm nay. Bác hiểu vấn đề chưa ạ? Hiểu, quá hiểu luôn. Dạ chị. Bây giờ nó không có bằng những cái đứa trẻ khác. Rồi á, nếu mà cứ tình hình này dài á, rồi nó đi học nó thua bạn bè rồi sao má? Vô bình tĩnh. Bình tĩnh. Có chuyên viên tư vấn rồi. Dạ, sẽ có cách giải quyết mà chị. Dạ, từ nãy giờ là bác sĩ có chia sẻ nhưng mà em chỉ thêm giùm chị dạ, được không? Dạ có chứ. Hôm nay em cũng có đem luôn mà tại vì em chưa kịp nói gì hết đó. Bác với chị vô làm em cũng sợ quá. Thật ra là đây là ngày đầu tiên con với anh gặp nhau thôi bác, nên là con cũng đem cái sản phẩm này để chia sẻ với anh và cả nhà mình luôn. Dạ, chị cứ cầm xem thử ạ. Dạ, thưa bác và chị, đây là sản phẩm omega thực vật được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Sản phẩm omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển trí não, nâng cao chỉ số thông minh, bên cạnh đó còn tăng khả năng học hỏi, đánh giá và ghi nhớ nữa. Đặc biệt là giúp cho trẻ tập trung hơn và bắt chước tốt hơn. Đây chính là sản phẩm trợ thủ đắc lực cho trẻ sinh non, giúp trẻ thông minh, phản xạ nhanh và ghi nhớ tốt hơn. Bác với chị cứ yên tâm tại vì đây là dạng giọt không tanh, rất dễ uống, dành cho trẻ từ 1 ngày tuổi luôn ạ. Hay quá. Nếu vậy là từ nay là vợ chồng mình á không còn lo gì cái chuyện mà phát triển về trí thông minh nè, về sức khỏe của con mình nữa rồi. Dạ. Nãy giờ lo mà giờ có sản phẩm này hỗ trợ bé vậy em cũng yên tâm. Dạ. Chị, dạ. Em quanh tay xin lỗi chị. Nãy dạ. Em hồ đồ quá chị. Dạ dạ thôi. Má, con đừng giận. Bác hồ đồ, bác xúi nó đó chứ nó tội lắm. Mới sanh mà tội lắm. Dạ dạ thôi. Dạ chị không ơi, có gì đâu. Bây giờ em đem cái sản phẩm này về. Ừ. Có gì cho con uống rồi nếu nhưng mà có gì không biết á. Dạ. Em hỏi chị. Dạ được ạ, dạ được ạ. Chị hay quá. Dạ thôi bác. Bác đừng có lo nha, chị cứ yên tâm. Dạ. Cảm ơn em. Mừng quá má. Và xin được cảm ơn bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh rất là nhiều về những cái kiến thức cũng như là những cái sự chia sẻ mang đến cho tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả đã có thêm những kiến thức để nhận biết cũng như là có giải pháp hữu ích giúp cho trẻ sinh non bổ sung những cái dưỡng chất quan trọng để bé phát triển một cách toàn diện. Thưa quý vị khán giả, còn có những thắc mắc hoặc là những câu hỏi quan tâm đến sức khỏe con em của mình thì đừng quên chúng ta có một số điện thoại tổng đài quen thuộc 1800 8070. Tất cả các chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc. Một lần nữa thì thay mặt cho chương trình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Omega Junior. Omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển não bộ, tốt cho mắt, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh xin được hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những tập tiếp theo của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Thưa chị, dạ... Hai người đang nói chuyện gì? Con đang nói chuyện về đứa bé. Mày đã làm cho con trà xanh này có chữa. Quá trời ơi đất rồi, mày là con thằng nách. Con mày con ta mà làm phúc binh mày được không? Con